Trong 5 năm qua, từ năm 2018, khi mà cô nhận lệnh cửa bên trên đó, đi ra độ đời đó, thì những cái ngày đầu tiên đến ngày hôm nay, mấy con coi lại, cho đến lúc mà ông Trump bị ăn cắp lá phiếu ngày 6 tháng 1 đó, tại sao phải để cho ông Biden thắng? Là vì số vụ sinh cho nước Mỹ đừng có bị divide and two country. Lúc đó thường nói chuyện với bà nữ thần tự do đó, thì nước Mỹ nó cũng có cái nghiệp nước Mỹ. Chúng ta có nghiệp chúng ta, dân tộc chúng ta có nghiệp dân tộc chúng ta. Lúc đó thì rất là buồn. Thì ông George Washington là cái người thành lập nước Mỹ đó. Ông là vua nước Mỹ hiện giờ. Ông nói chuyện với vụ, ông nói là thái tử phải nhẫn nại, hiện đâu còn ở đó chưa có xong. Tướng Trump sẽ trở lại tòa Bạch Ốc. Cho nên tháng này con có nghe ông Trump là ông tuyên bố trở vô tòa Bạch Ốc, người ta đã chấm ổng rồi đúng không? Thì mình để vỗ tay cho tướng Trump sẽ chiến thắng. Thì con thấy tụi nó trúng không? À mà cái mấy này đâu phải dễ nói đâu. Rồi cho bộ nói là cả thế giới này, những cái ác nó sẽ cùng đi xuống tàu ngầm thứ. Những nhà độc tài thể chế cộng sản này, nó có Nga, nó có Tàu, có Việt Nam, có Bắc Hàn, sẽ đi một lượt. Thượng đế không có chừa thằng nào, là những cái ác sẽ không còn tồn tại trên quả địa cầu. Đó là mục đích của bề trên. Bởi những cái thế lực giống như những cái nước mà Hồi giáo, cái nó vậy nó cũng độc tài, nó bệnh nhau rồi nó đi hiếp những cái nước nghèo, nó đi giống như kiểu Bin Laden hay là Hamas đại khách. Những cái đó cũng sẽ không còn trong tương lai nữa, những cũng là một loại. Và những cái nhà giàu có mà thế lực ngầm cũng sẽ đi luôn. Thế giới này trả cho sự tự do, công bằng và bác ái cho nhân loại. Cái nước Việt là nước được hưởng phước, đại hưởng phước. Vì con có Thượng Đế đầu thai thành người Việt và biết thương người Việt. Tại vì con sanh nước nào con có thương nước đó phải không? Tôi cũng thương nước Mỹ, cho nên xin nước Mỹ đừng có bị chia đôi. Nhưng mà Thu Hương cũng thương nước Việt. Thì Thu không nói tiếng nói, mấy đứa trẻ gì nó bây giờ nó còn chửi Thu là bao quen. Nó mà nhìn thấy cái lực cờ này nó là bao quen. Nhưng mà cái bao này Thu đã giải thích nhiều lần rồi. Nó sẽ mang hàng nghìn tỷ đô la vô nước Việt trong những năm đầu á. Tại vì không có nó là làm sao mà 6 triệu người tự do đi về. Làm sao Liên Hợp Quốc có thể thừa nhận quốc tế nữa. Rồi sau đó mình sẽ có cái hội Diên Hồng. Cái hội để mà mình chọn một lá cờ nào mình thích. Con thích lá cờ nào mấy con cứ quyền chọn. Ví dụ mấy con có số lượng đông mấy chục triệu đứa nhỏ, ok tôi thích cờ đỏ, sau này tôi thích búa trở lại để cho tôi được đi làm nô tài quốc tế, thì mấy con có quyền chọn. Nhưng mà sư phụ chỉ nói là cái nước đang đói thì mình đang cần cái thằng này, thấy không? Tại vì sau này nó tự do mà, đâu kiểu độc tài như thời nay đâu. Thì cho nên mấy đứa nhỏ bất chửi sư phụ là bao quen nha con, cứu con á. Con nên coi phim là I'm Not Alone á, nó giống như zombie á, mình cứu nó đi cắn cái tay mình á. Ở trên thế giới này chỉ có bề trên Hồng Thiên Sông Núi mới lập ra cái đảng lạ, cực kỳ lạ, đó là cho con sống gia nhập luôn, vừa cho mấy ông gọi là Đà Lạt phải không, Thủ Đức rồi nhập luôn, vậy nó mới hay chứ. Hai ba ông mà mốt ông trưởng ông phó thì chỉ có lòng yêu quốc gia thôi. Tại cái đảng này do bề trên lập, cho nên vô đó chỉ có thật thôi. Người nào mà cố tình mà vô đó mà hãng dáng này nọ đó, chỉ có độc tử à. Ngoài độc tử ra chứ cũng chẳng biết danh từ gì để mà tả. Cả gia đình con cái không có cơ hội. Ở Việt Nam đa số các thù thấy trên mạng họ hồ đồ đó. Giống như con ngồi một đám mà mù mà dễ dôi đa số bánh đứa nhỏ sáng xỉn chiều say tối la rai. Thấy một quốc gia mà không đầy 2-3 năm mà ba ông tổng thống thay đổi liên tục, nó lạ không? Chỉ có quốc gia chúng ta là lạ nhất.